vợ cũ bằng kiều tổ chức sinh nhật cho quý tử đầu lòng tiết lộ lý do quy định dress code màu đen vợ cũ bằng kiều đã tổ chức sinh nhật cực hoành tráng cho quý tử nhà mình mới đây trên trang cá nhân của mình vợ cũ bằng kiều là Trích di phương trên đã xả kho ảnh trong ngày sinh nhật con trai cô viết tiệc sinh nhật phần 2 của bếp mẹ hứa là mẹ sẽ tổ chức một cái tiệc sinh nhật linh đình cho con trai của mẹ để mừng con bước qua tuổi 21 khi mẹ đi việt nam về và mẹ đã giữ lời hứa Tiệc sinh nhật hôm nay có bà nội, bà ngoại và tất cả thành viên trong gia đình. Nơi tổ chức là một nhà hàng ý gần biển tên Noye. Cô tiết lộ nguyên nhân quy định dress code màu đen cho các khách mời. Tất cả khách mời được yêu cầu mặc trang phục tông màu đen vì mẹ muốn bớt phải nở bật. Dù gì đi nữa thì hôm nay là ngày đặc biệt của bé Mà Lê. Bộ đồ mẹ chọn cho bé là một bộ vest tông màu hồng. Thú thật, khi mẹ mua bộ đồ này mẹ cũng không nghĩ là bé sẽ chịu mặc nó vì sợ bị chê là nổi quá nhưng mừng quá, bé không có ý kiến gì cả mà vui vẻ mặc nó. Bé là vậy đó, từ quần áo cho đến mọi thứ đều để mẹ quyết định, mẹ đưa gì cũng mặc. May là mẹ cũng có tí cu thẩm mỹ về thời trang nên hôm nay bé của mẹ nhìn rất đẹp trai và nổi bật. Một lần nữa, happy birthday con trai ngoan hiền của mẹ. Mẹ thương chúc tương lai phía trước của con luôn là một màu hồng như bộ đồ vest con mặc hôm nay nhé. Love video Quý tử nhà bằng kiều nay cao lớn phỏng phao, Bét thăm diện vest bảnh bao trong tuấn tú và lãng tử hơn cả ông bố nổi tiếng của mình. Hiện con trai đầu lòng của Bằng Kiều đang học đại học ở một trường âm nhạc khá nổi tiếng. Bằng Kiều đã có hành động đầy ngọt ngào trong ngày sinh nhật của con trai cưng bếp. Theo đó, cậu bé đã được ba gửi lời chúc đầy ngọt ngào, hết BB anh cả bếp của cả nhà. Con ngoan hiền nhất rồi nên bố chỉ mong bếp của bố lúc nào cũng mạnh khỏe và bình an một đời. Bố yêu con bé Nguyễn. Qua loạt ảnh được hé lộ, con trai Bằng Kiều gây sốt với ngoại hình vô cùng bảnh bao và điển trai có thể thấy cậu cũng thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ. Càng lớn, bé càng ra dáng sói ca khiến hội chị em thi nhau đặt gạch. Dưới phần bình luận, nhiều người cũng dành lời khen cho ngoại hình hiện tại của con trai bằng kiều. Được biết, bé sinh năm 2003. Cậu bé chính là con trai để trau dồi khả năng của con. Nam ca sĩ cũng cho con học đàn từ sớm và luôn ủng hộ mọi sự lựa chọn của bé trên con đường nghệ thuật.